Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ, thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con iPhone 5 này nhá. iPhone 5 thì hôm nay mình vừa mới về được con iPhone 5S này. Đấy. iPhone 5S thì con này là bản gì nhỉ? iPhone 5S thì con này là bản VN nhá. Đấy, bản VN, bản công ty. Đấy. iPhone 5S con này là bản VN công ty. Đấy, bản của FPT nhá. Đấy, bản VN trên A, bản này là bản của FPT nhá. iPhone 5S này của nhà mình là bản 16GB. Ngoại hình thì là máy còn độ 90%. Được con này thì là máy zin một chủ đời đầu nhé. Con này là máy zin một chủ đời đầu, chưa đâm đụng hay là ngâm nước gì các bạn nhé. Đấy, máy con này là máy một chủ đời đầu, chưa đâm đụng hay là rơi nước gì các bạn nhé. Con này thì là máy, con này còn pin zin theo máy luôn các bạn nhé. Đấy, khách ra từ lúc mua mà mười mấy triệu này. Đấy, hôm nay thì thanh lý lại cho bên mình nhé. Đấy, con iPhone 5S VN trên A. Đấy, con này thì hàng hình cực kỳ là hiếm. Con iPhone 5S thì con này thì là cực kỳ là nhỏ gọn. Đấy, này, cực kỳ là nhỏ gọn này, phiên bản 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Con iPhone 5S này bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, iPhone 5S này thì nó nhỏ gọn, dù các bạn làm dùng mà làm máy phụ rất là ok, mà được cái là bản công ty VN trên A. Con này thì là vân chân vân tay đầy đủ nhé. Con này thì là còn pin zin theo máy luôn, chưa thay thế sửa chữa cái gì luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S bản VN trên A này, các bạn nhà hàng mới sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý mọi giá là 1 triệu đồng, hàng này cực kỳ là hiếm nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là A7 2018. Nay nhà mình về được mấy cây này, này A7 2018 thì hôm nay nhà mình về được mấy cây nhé. Hôm nay nhà mình về được 4 cây A7 2018 đấy, 4 cây A7 2018 nhé. Này, 4 cây A8-2018 thì mình sẽ báo giá vào tình trạng từng máy một luôn cho các bạn nhé. Con đầu tiên thì là màu đen, con A8-2018 thì mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn. Thì con A8-2018 thì màn hình của nó là Full HD cộng, màn hình của nó Super OLED nhé. Full HD cộng, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì là màn hình của nó 5,6 inch, cầm cực kỳ là nhỏ gọn và rất là chắc tay nhé. Nhà mình về 4 cây đi ạ. Được cái màn hình của nó là màn hình Super OLED, có cho hình thể hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời và đẹp nhé. Con này, con đầu tiên này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000 nhé. Con đầu tiên này thì là mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000. Vỏ thì có cũ vẩy theo thời gian này. Đấy, cũ vẩy theo thời gian nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000. Màn con này thì nó chỉ hơi bị ám nhẹ tí tí ở dưới đấy. Thôi các bạn nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. 1.700.000. Đây, con này, này. Đấy. Và con này, con này thì mình sẽ thanh lý từ rẻ lên nhé. Đấy, con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố gì nhé. Đấy, con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng ạ. Vỏ hơi nhăm nhăm một tí thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Cây này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng. Đấy. Này, 2 triệu đồng con A8-2018 này nhé. Và con này màu xanh. Màu xanh thì con này thì ngoại hình rất là đẹp này. Đẹp 90 trên 90%. Máy đẹp leng keng luôn. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu tư nhé. Con này thì màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì nhé. Màn hình đẹp keng, không ám ố, không lưu ảnh gì. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu tư này. Đấy. Và con này thì cũng là đẹp len keng xà beng luôn. Con này thì mình cũng đồng giá thanh lý bạn giá là 2 triệu tư các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nhà mình có 4 con nhá. Hai con này thì mình sẽ thanh lý đồng giá cho bạn với giá là 4 triệu đồng, à 2 triệu tư nhá. Và con này thì là 1 triệu 700k này. Và con này thì là gì nhỉ? 2 triệu đồng các bạn nhé. Màu gold này. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8-2018 các bạn nhà hàng mình sớm nhất. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán.
Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán đấy, cộng cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Và sản phẩm bên mình thì lỗ đồ mua 1 tuần và bảo hành là phần cứng cho bạn là 6 tháng nhé. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây là lót 8 này. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được hai cây này các bạn nhé. Đấy. Lót 8 thì hôm nay nhà bên em lại về được hai cây này. Lót 8 thì hai con này đều là phiên bản của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Lót 8 thì là phiên bản là gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bộ lót 8 này thì là màn hình của nó là tràn viền nhá. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Màn hình tràn viền, sorry các bạn, màn hình là tràn viền 6.3 inch. Pin con này là pin hơn 3000 nhá. Màn hình của nó là độ phân giải 2K. Hai con lót 8 này nhà mình thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Lót 8 thì màn hình bên mình thì đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Đây, ngoại hình thì con máy còn 90 trên 90%. Đấy, hôm nay nhà mình về được hai con này, một con màu xám này, một và cũng ngoại hình còn 90 trên 90%. Hai con này của nhà mình đều là bản Hàn, hai sim hai sóng. Bọn này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 4.500k nhé, 4.500k cho bạn nhé. Đấy, 4.500k, máy màu gold và một máy màu xám các bạn nhé. Đấy, máy rất là đẹp, đẹp đen kèn, đẹp như máy mới luôn. Đấy, mình chỉ dám báo các bạn là 90 trên 90% thôi. Máy cũ mà nói 99% thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy, hai con nó tán các bạn nhá, 4.500k một con nhá. Đây, và hôm nay thì mình lại về được con Note 8 rẻ này. Đấy, con Note 8 giá rẻ này thì là con này là bản Nhật nhá. Con Note 8 giá rẻ này là bản Nhật này, cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này thì là hơi bị ám hồng nhá. Đấy, ám hồng chưa, nhìn rất là rõ nhá. Mà kính chỗ này nó bị sứt một tí này. Đấy, cái con Note 8 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.2 triệu nhé. Con này thì mình sẽ, bên em sẽ xả cho bạn với giá là 2.2 triệu này. Cấu hình là con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Note 8 Nhật nhé, con này là máy Nhật nhé, phiên bản AU Nhật nhé. Đấy, 2.200k, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, dùng rất là ok nhé. Note 8 2.2 triệu nhé. Đấy, này đây. Và hôm nay thì mình lại về được con S8 Plus này. S8 Plus thì là màn hình con này thì là màn hình đẹp không ám nhá. Màn hình con này là đẹp không ám, nó chỉ bị hơi bị lưu ảnh chút ở phần này thôi. Đấy. Con S8 Plus này thì là phiên bản Hàn, hai sim hai sóng. Bản Hàn hai sim hai sóng này. Cấu hình là RAM, con này là RAM, mình xem RAM 4 hay sao ấy. Mình sẽ xem cho bạn này, kỹ cho bạn này. Đấy. RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là tràn viền 6.2 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con S8 Plus này thì là ngoại hình thì còn 90 trên 90%. Con này thì là màn hình của nó là hơi bị lưu chút này thôi. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.200k con S8 Plus đấy nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus này, các bạn nhà hàng mình lấy sớm nhất nhá, 3.200k cho bạn nhá. S8 cộng dùng rất là phê, sửa các bạn mua về chạy Grab hay là để ví dụ mà nổ đơn cực kỳ là nhanh, tại vì dòng Samsung này các bạn nghe loa của nó thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá, S8 Plus này ạ. Đấy. Và hôm nay bên mình thì cũng về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì ở đây nhà mình có quên mất nhà sim nhá, sorry các bạn nhá. Nhà mình nay thì lại về tiếp tục được sim Villa vào mạng cả năm. Sim Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k. Nhưng mà chỉ với 350k các bạn sử dụng được hai tính năng. Một là vào mạng miễn phí cả năm. Và thứ hai là các bạn được là gì nhỉ? Miễn, có nghĩa là các bạn có thể là được chức năng nghe gọi nhá. Sim hai tính năng, một là vào mạng cả năm này, và hai là có chức năng nghe gọi. Các bạn có thể là nghe gọi thì các bạn phải nạp thêm tiền vào để gọi điện. Thì các bạn nào muốn làm sim vào mạng thì các bạn có thể là vào mạng được. Còn các bạn nào mà muốn nạp thêm tiền thì các bạn có thể là nạp thêm tiền các bạn nhé. Để các bạn gọi điện đi cũng được, ví dụ bi qua các bạn gọi cũng được. Đấy, sim Villa vào mạng cả năm chỉ với giá 350k, rất là rẻ cho bạn lựa chọn nhá. Sim này thì năm ngoái thì mình bán không biết bao nhiêu sim, có khi là 1.000 sim ấy. Năm ngoái mình bán cái sim này và 1.000 sim, nhưng mà năm ngoái giá rẻ hơn, năm ngoái thì chỉ 350 thôi, nhưng mà năm nay tận 350k cơ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm sim Villa vào mạng cả năm này, bên mình đang bán cho bạn giá 350k các bạn nhá, đặt hàng cho mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối hôm nay thì bên mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng là sản phẩm mình nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp mình đặt hàng.
thì là nếu mà Zalo mình tin nhắn mà không trả lời được kịp thì mong bạn thông cảm nhé, bạn liên hệ trực tiếp với đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Và tất cả sản phẩm bên mình được lỗi được 1 tuần và bảo hành phần cứng cho bạn là 6 tháng, các bạn yên tâm nhé. Liên lạc các bạn thể là liên hệ cho mình qua số là 0966221789 các bạn nhé. Đấy, số này thì số 1 các bạn gọi xuống được thì các bạn có thể là gọi là 0833221789. Đấy, các bạn gọi số 1 cũng được, gọi số 2 giúp mình nhá. À, và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn hẹn clip vào tối ngày mai các bạn nhá.